video về chủ đề matching hình bóng, hình nào có bóng như thế nào đó. Rồi về dán ra. Mẹ nào muốn đóng quyển và mua nhiều vui lòng liên hệ nhé. Đóng quyển hỗ trợ miễn phí đối với mẹ nào mua từ 15 trang trở lên và giảm giá còn 12.000 một trang, còn mua lẻ sẽ là 15.000 một trang. Đó. Đây là hình bóng về chủ đề về sinh vật biển này. Nói chung là cái nào mà bên em in ra cũng sắc nét và rất là đẹp rồi. Đó, cái chủ đề Halloween. Đây là em quay theo từng chủ đề để cho các mẹ chọn, còn nếu mà mẹ nào muốn mua theo quyển dọn sẵn rồi cũng được nha. Thế đây video thì các mẹ sẽ xem dần dần, đây là chọn để xem là trang nào mà thích hợp với bé nhà mình hơn á. Thì mỗi đây nếu mà các mẹ mua từ 10 trang trở lên và khuyến khích là từ 12-15 trang thì giá sẽ giảm. Mua lẻ thì sẽ là 15.000 một trang, hoàn thiện in màu giấy cứng ép A4. Còn nếu mà các mẹ mua 15 trang trở lên sẽ hỗ trợ đóng cuốn này. Đóng cuốn thế này thì mình sẽ đó, thì làm giữ gọn gàng hơn này, bé dở bé chơi sẽ tiện hơn. Đấy, thì là sẽ hỗ trợ đóng cuốn free nhé, đối với các mẹ mua từ 15 trang trở lên và giảm giá còn 12.000 một trang. Tức là còn nếu mà mua lẻ mà chọn từng cuốn, từng trang ấy thì thật ra là bên em cũng mất công hơn rất là nhiều, đồ đầy đồ thủ công mà, thì là sẽ giá là 15.000 một trang và không hỗ trợ đóng quyển. Nếu mà đóng quyển thì sẽ vui lòng là thêm cho em 10.000 tiền đóng quyển.